Hello anh chị em, Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách tạo ảnh hàng loạt với ChatGPT và Canva. Đầu tiên thì chúng ta cho yêu cầu ChatGPT viết 10 cái câu nói truyền cảm hứng, sau đó chúng ta copy câu nói 10 câu nói truyền cảm hứng này dán vào Google Sheet, sau đó là download xuống với đuôi là CSV. Đó. Ok nha, xong mình đổi cái tên. Đó. Sau đó thì chúng ta vào Canva chọn một cái thiết kế phù hợp, chỉnh sửa lại một chút. Sau đó nhấn vào cái phần create pop tạo hàng loạt. Đấy, sau đó là chúng ta chọn cái file CSV vừa rồi. Sau đó chọn phần chữ mà muốn tạo, xong nhấn connect data hay là kết nối dữ liệu. Sau đó chọn tất cả các dòng, xong nhấn create generate. Đó. Chọn generate là tạo hàng loạt. Đó là chúng ta đã nhìn thấy hàng loạt ảnh rồi. Bây giờ chúng ta download xuống thôi. Nhớ download tất cả các ảnh xuống nhá. Nhấn save. Đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái file zip. Đấy, save vào. Sau đó chúng ta giải nén ra và chúng ta trải nghiệm cái thành quả nhé. Ok. Follow Huy.